Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hoa anh đào. Đây là cành hoa mình đã làm sẵn. Nguyên liệu chính thì làm khá đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần giấy nhún và một cành cây khô. Cành cây này thì các bạn có thể tìm ở bất cứ nơi nào có cây nha. Đây là cành khô mình lấy ở trước nhà. Thì các cành cây khô có hình dạng tương tự như vậy là được nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một bông hoa như thế này, rồi các bạn có thể tự gắn vào thành cành như thế này cũng được nha. Thì nguyên liệu để làm gồm một số nguyên liệu chính như sau. Thì nguyên liệu chính các bạn cần là giấy nhún. Thì ở đây mình sử dụng giấy nhún màu hồng phớt. Nhìn như thế này thì nó sẽ giống màu trắng, nhưng mà thực ra ở ngoài thì nhìn nó sẽ là màu hồng phớt nha. Hai mảnh giấy nhún có kích thước như vậy. Bút sáp màu vàng và màu hồng đậm. Kéo, súng bắn keo. Và chúng ta cần chuẩn bị những cái cành cây khô như thế này. Các bạn bẻ những cái cành cây khô ở những cái cây mà nó chết rồi ấy. Thực ra cành cây khô này mình nghĩ thì khá là dễ tìm. Có những nguyên liệu thì có như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm nhá.
vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách làm một cành hoa anh đào nhá. Thì cái cách mình đã hướng dẫn các bạn cách làm một bông hoa thì phần ghép lại nó khá đơn giản thôi, các bạn cứ ghép tùy ý, tùy vào thẩm mỹ của cá nhân nhá, của mỗi người. Ghép như thế nào theo mình thấy cứ ghép thứ tự nó xuôi xuôi theo cái cành này thì là đẹp. Ở dưới thì các bạn cho nhiều hoa một chút thì ok. Tay nhi không thì các bạn có thể xem video này của mình, xem clip video này của mình và gắn theo cái hình của mình nhá. Tại vì là cái cành tùy thuộc vào cái cành cây mà các bạn kiếm được á, cái hình dáng của cây nó như thế nào thì các bạn gắn hoa cho nó phù hợp. Thực ra là mình chỉ dùng keo nến và dán vào thôi như thế này. Các bạn có thể cắm vào bình hoặc là treo lên cũng đẹp. Thì chúc các bạn là thành công với mẫu hoa anh đào này nha. Hơi mất thời gian một chút thôi nhưng mà lên thành phẩm thì khá là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha.